lâu thì thầy cũng kêu gọi mấy con khi tu thầy phải khởi cho lòng thương yêu đối với những người đồng tu của mình, người bạn của mình. Tất cả những sự việc gì đều có thầy, thầy sẽ giải quyết. Mấy con không có giải quyết được gì, mấy con còn làm rối loạn thêm cho thầy, rất là khổ. Nên hôm nay thầy đọc cái bức thư này, không biết có Nguyên Thanh đây không? Không có. Thầy sẽ đọc bức thư. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, Nguyên Thanh xin có lời, có vài lời gửi đến các bạn đồng tu. Chúng ta đến tu viện là để tu học, để bỏ ác làm lành, bỏ cái xấu, cái kém dở, bỏ cái ích kỷ nhỏ mọn, ganh ghét nhau, bỏ cái tranh hơn thua, tranh hơn tranh thua. Ai có tâm hồn nãy giữ, chuyện của ai người nãy tự lo, chứ không thể có ai lo cho mình được. Nhân quả của người nào thì người đó tự trả, chứ mình không thể xen vô để trả giúp cho họ được. Nói tóm lại, đừng nên lo dùm chuyện của người khác. Chuyện của mình lo chưa xong mà lo chuyện người khác thì được ích tự gì? Phải không hỡi các bạn, bản thân mình còn một đống tham sân si mạn nghi, mình chưa dạy mình nổi mà dám khuyên bảo ai? Cho nên xin các bạn đồng tu hãy lưu ý, đừng nên tới thất của Nguyên Thanh mà vứt thơ vào. Nữa, những hành động của các bạn dù có thiện chí tốt với Nguyên Thanh hay không, Nguyên Thanh cũng vẫn không chấp nhận. Các bạn đến thất của Nguyên Thanh vứt thư vào, dù có thiện chí tốt với Nguyên Thanh đi chăng nữa, cũng cho đó là một hành động không giữ hành độc cư. Nguyên Thanh xin các bạn hãy im lặng như thánh trước hoàn cảnh của Nguyên Thanh, vì đó là một nhân quả. Nguyên Thanh sẽ cố gắng vượt lên nhân quả đó. Còn các bạn hãy lo cho chừng nhân quả của các bạn. Các bạn đi, đừng nên xen vào chuyện của người khác. Đức Phật dạy, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta có làm hay không làm. Cho nên hãy biết chuyện mình, đừng nên biết chuyện người. Đó là những lời nói tha thiết mong cầu tu học của Nguyên Thanh. Khi đến tu viện này, nếu Nguyên Thanh có nói gì các bạn không hài lòng, thì xin đại xá cho những lời nói thô thiểu này, kính ghi Nguyên Thanh. Đây là cái bức thư Nguyên Thanh gửi, nó không phải gửi hồi sáng này mà gửi hôm qua cả. Nhưng vì thầy nghĩ rằng thôi cái chuyện gì thì thầy đã nói với mấy con rồi. Thầy đã nói trong khi thầy đã nhắc đi nhắc lại rất rõ là Nguyên Thanh tu lạc trọng tưởng. Con người nó không còn cái bình thường, chỉ cần có cái sự thương yêu của mình để giúp đỡ, để từng đó vượt qua cái khó khăn. Hãy đem lòng thương yêu nhau. Nhưng mà trước đây thì trước cái sự kêu gọi của thầy, có một lúc mà Nguyên Thanh ngồi trước này khóc nức nở. Nhưng mà các con không bao giờ nghĩ thương người bạn của mình, người bạn đó thôi. Cho nên vì vậy mấy con nhìn với đôi mắt, nhìn với đôi mắt không có coi như là Nguyên Thanh là một người đại thừa đến đây để phá quậy phá. Nhưng đối với đôi mắt của thầy, dù là người đại thừa quậy phá, thầy chấp nhận, thì chịu hết tất cả. Đó là nhân quả của chúng sanh chứ không phải của Nguyên Thanh đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng Nguyên Thanh không phải vậy. Qua cái bài luận mà thầy đã hồi sáng mà thầy cho Nguyên Thanh đọc cái bài luận của Nguyên Thanh, cái ngòi bút của Nguyên Thanh lý luận rất sắc bén, mạnh mẽ. Nhưng thầy cho một cái bài nữa của Quản Trí, như một đứa trẻ thơ. Các con có nghe bài của Quản Trí đọc như đứa trẻ thơ, những lời ái ngữ thơ ngay, những cái hiểu biết nhẹ nhàng êm ái của một đứa trẻ thơ. Còn Nguyên Thanh nó không phải vậy. Cho nên thầy muốn cho mấy con nghe giữa hai cái bài luận về nhân quả ái ngữ. Nhưng các con không thương người. Ở trong lớp thầy, thầy biết mấy con không thương người. Mấy con nói được chứ mấy con thương người. Nếu mấy con thương người, mấy con thương Nguyên Thanh lắm. Thầy là một người thầy, thầy biết được tâm trạng của những người đang đau khổ. Cho nên thầy thấy sự kiện xảy ra, thầy rất buồn, rất buồn. Đệ tử của thầy sống lúc nào cũng giống như ông Phú Lâu Na. Thế mà chúng ta không biết thương. Mặc dù
chúng ta đem đến một cái sốc, cái đau khổ cho người khác, chúng ta thấy họ đau khổ chừng nào chắc chúng ta hạnh phúc lắm. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà Quyên Thanh ngồi không yên mà đi tới đi lui thì biết cái bức xúc trong lòng ghê lắm, với cái nhìn của các con, với những cái hất hủi mấy con. Ít ra mấy con phải hiểu tâm trạng đó, mình gần gũi. Nhưng vì độc cư mình không gần gũi, nhưng mỗi lần mà gặp nhau thì mình không nói tiếng lời nói, nhưng cái nhìn của mình cũng có thiện cảm một chút, để giúp cho người ta vượt qua cái khó của cái trạng thái của tâm hồn, qua cái luận của nó. Mấy con thấy, mấy con không hiểu trong cái luận của nó chút nào. Cho nên vì vậy mà thầy muốn rằng trong lớp chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lấy lòng từ bi, mà chúng ta thương nhau, lòng thương yêu rộng lớn, xả bỏ những cái gì lỗi lầm của người khác. Chúng ta nói được nhưng chúng ta không làm được. Chúng ta muốn bao giờ Quyên Thanh cũng phải rời khỏi cái tu viện này, nhưng rời khỏi tu viện này ai cứu Quyên Thanh nữa? À, bây giờ Quyên Thanh đi về theo thầy Nhất Hạnh tu thì mấy con có biết rằng đi đến đó nó có thể làm chủ được sinh tử không, hay là đau khổ mấy con, hay là danh lợi? Mình xua đuổi, mình mong cho người ta đi khỏi chỗ này để làm gì mấy con, có lợi gì? Khi một con chim cô đơn đến đây chỉ còn nương tựa vào thầy, mấy con nghĩ rất sai. Không phải Quyên Thanh sẽ làm xấu hổ thầy đâu, nhưng mà chính các con đã nghĩ một cái sai, đã làm nó vô tình nói câu nói này mà các con đã chắc chặt quá, đã chắc chặt quá. Nó có những cái tâm sự muốn nói riêng với thầy. Các con biết cái tâm sự muốn nói riêng thì mấy con lại diễn tả qua một cái góc độ khác. Một người thầy như một người mẹ, một người cha luôn luôn nghe những sự đau khổ của con mình để chia sẻ từng tâm trạng của nó, thì như vậy mới là thầy, mới là cha, mới là mẹ nó chứ. Các con hiểu, có khi có những đứa con nó có những cái điều kiện nó muốn nói, mà nếu cha mẹ mà biết mẹ hay cha nó thương nó thật sự thì nó mới dám nói, mà nếu mà con biết thương thật sự thì chắc nó không nói. À, cho nên hôm nay thầy đọc cái bức thư của Quyên Thanh mà nghe thì thầy biết mấy con viết thơ để làm gì. Mấy con đã phạm phải cái lỗi là phá độc cư, mình không nói, mình ném thơ. Nếu Quyên Thanh mà không giữ trọn vẹn mà tiếp duyên với mấy con thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi tu viện lâu rồi. Các con thấy không? Cho nên ở đây thầy nói thật sự, chúng ta hãy thương nhau, chia sẻ nhau. Chúng ta hiểu rằng một cái lớp học chúng ta dù có nam có nữ trên 60 người, trong khi cả một thế giới này bao nhiêu người được học, mà một mai có người mà được một cái duyên mà vào đây học như thế này, chúng ta mừng lắm. Chúng ta rất mừng vì con đường giải thoát trước mắt của chúng ta. Thầy dạy như vậy mấy con thấy rất rõ, thầy dạy như vậy mấy con thấy rõ lắm. Nhưng tại sao mấy con lại có những cái tư tưởng mà nghĩ sai như vậy mấy con? Theo thầy hiểu mấy con, ít ra mấy con cũng khởi lòng thương. Tại sao người ta nói Quyên Thanh vậy, người ta nghĩ như vậy? Mình phải đặt ra câu hỏi này, rồi mình tự nghĩ. Và đồng thời ở đây, ở cái lớp chúng ta học là chúng ta cố gắng giữ độc cư. Mỗi người phải lo giải thoát cho mình, không biết chuyện người khác. Còn đằng này mấy con biết chuyện người khác hết, thì gì mấy con cũng thông suốt hết. Vì thông suốt đó mà mấy con phá nó không được, dàn tự mấy con phá độc cư. Người này gặp người kia gặp người nọ, rỉ tai nhau nói bằng cách này bằng cách khác. Thì Quyên Thanh chẳng qua là một cái người để cho mấy con nói, nói đây làm gì. Trong khi đó mấy con phá hành độc cư, phá với lực cả luôn. Rồi trong khi đó người bạn tu tập, người bạn đồng tu mấy con trong lớp này như làm sao tu nổi. Cái nhìn, cái nghĩ, cái nói, rồi cái thầm thì với nhau, người này đứng nói người kia thì nghĩa là ai cũng nhìn nó bằng cái đôi mắt như vậy và nói như vậy là biết nói gì với nó rồi. Trong khi nghe nói phá rào, phá dạo, phá này, mình có trực tiếp đến mình xem không, hay mình chỉ nghe nói mà thôi. Cho nên thầy nói thật sự ra thì thầy chỉ kêu gọi thấy thiết tha mấy con. Ở lớp này chúng ta đều là những ông Phú Lâu Na, những thánh tăng Phú Lâu Na. Chúng ta biết thương người nữa không? Thương người tức là thương mình nữa không? Còn mình không thương người tức là mình ghét, mình làm khổ lấy mình. Cho nên trong cái sự tu tập có nhiều cái khó khăn lắm. Bên Nam cũng vậy, thật sự bên Nam thầy thấy cũng vậy. Ngay cả họ nhìn dưới đôi mắt Quyên Thanh một cái căm hận, là do cái chỗ mà Quyên Thanh. Thầy cho mấy con đọc cái bài luận của
của Uyên Thanh đọc rồi mấy con biết cái lối luận của nó chứ gì, thì các con rất hiểu. Do đó nó khi mà thầy nhờ nó để phụ giúp chỉnh lại trong lúc nó bị tưởng, cho nên thầy nhờ nó chỉnh lại cho thầy những cái bộ sách để nó quên đi, nó không có còn nhiếp tâm ở trong tưởng nữa. Do đó nó chỉ làm ở trên cái phần những cái bài mà về trả lời những cái câu hỏi của một người khác ở trong những cái cuốn mình, những lời Phật dạy thì phải. Thì nó có nói những cái lời nói, thì nó qua cái xét của nó thì nó có nói những cái lời nói như vậy, về giới luật như vậy như vậy, thì mấy con lại gợi ra đúng cái chỗ đó để làm cho cái nhìn của mọi người khác thấy như Nguyên Tanh mặt khác, làm cho cái ác cảm đó từ gieo trong đầu của mọi người. Nhưng thầy nói thật sự, thầy rất hiểu điều đó, thầy đã đọc những điều đó, thầy rất hiểu. Thầy muốn để những điều đó mà thầy không xóa là thầy để những điều đó để lấy cái đối tượng đó, để cái người đệ tử của thầy lấy đó mà xả tâm, chứ không phải lấy đó để hận thù. Nhưng thầy thấy mấy con nhỏ mọn lấy đó mà hận thù, lấy đó mà không chịu sửa, rồi đâm ra ganh ghét. Ở trên đời chúng ta ai cũng có lỗi, nhưng mà lỗi biết sửa, biết thương nhau, chứ đừng vì một chuyện nhỏ mọn. Hơn nữa mấy con là đệ tử của thầy, dù nam hay nữ, vẫn là anh em chung trong một nhà, vẫn là con cùng chung một cha, thì không lý nào mà chúng ta không thương nhau. Thầy thấy trong nhà người ta có 5-3 anh em, mà vì tranh ăn, vì hơn thua nhau, vì tranh hơn thua, kỹ hiềm tài giỏi kém mà ganh ghét nhau, cái gia đình đó không hạnh phúc đâu. Thì cái lớp học của thầy ở đây, cái tu viện này, thì mong sao chúng ta là những đứa con cùng chung trong một cha, cùng học trong những bài, cùng tu tập trong những bài pháp để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của kiếp người. Tại sao chúng ta còn nở sống trong tâm trạng tị hiềm ganh ghét, để tạo chi những điều đó, biết chừng nào mà chúng ta chứng quả là những con. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta tu được thì thầy còn duy trì lớp học với lòng thương yêu chân thật. Mà nếu chúng ta thấy rằng, nếu thầy thấy rằng lớp học này luôn luôn có lòng tỉ hiềm ganh tị, thầy giải thể, thầy cực quá. Mà rốt cuộc rồi mấy con cứ ganh tị, nào là thế này thế khác, trong khi đó đủ mọi thứ, thì thầy giải thể chứ làm gì. Không chừng thầy làm lợi ích cho chúng sanh có nền đạo đức sống, không làm của mình của người thế gian này được bình yên, không bạo lục, không sóng thần, không động đất, có lợi ích gì cho thầy không mấy con? Hay là thầy phải chịu khổ mà gì, biết bao nhiêu điều khổ? Tại sao chúng ta gì một chút mà chúng ta không thương yêu? Một tai nạn xảy ra trong gia đình của chúng ta hiện giờ hơn 60 anh em, 60 chị em chúng ta. Nếu có một đứa nào, có một người nào gặp tai nạn thì chúng ta chia sẻ nhau chứ. Tại sao chúng ta không chia sẻ mà chúng ta lại nhắm vào đó mà cho đó là kẻ thù? Thì như vậy có đúng không mấy con? Mà trong khi những người đó đều là học trò của thầy từ các chùa khác đến đây, chứ không phải là người học trò của thầy, là không phải là cái người không có theo đạo Phật mà vào đây. Các con được đến đây, các con học với thầy là các con từ các chùa Đại Thừa đến đây. Dù là cư sĩ, dù là tu sĩ, đều các con đều là những đệ tử của Đại Thừa, của Nguyên Thủy, chứ không có một cái người nào gọi là không có tôn giáo mà các con, không có Phật giáo mà các con vào đây. Các con thấy rõ. Như vậy đến đây các con sẽ cùng thầy hướng dẫn cho mấy con tu tập để chúng ta trở thành những anh em ruột thịt, những người biết thương yêu nhau, chúng ta mới đến đây. Nhưng mà đến đây chúng ta còn mang cái đặc thù của Đại Thừa như vậy sao? Chúng ta học đạo từ bi thì chúng ta phải thương xót, biết thương mình, tức là phải biết thương người. Thầy mong rằng nếu điều kiện mà từ đây về sau mà còn những sự kiện anh em chung trong một nhà, học chung cùng một lớp như thế này, mà có những tỳ hiền như vậy, thầy sẽ đóng cửa thầy dạy. Thầy dạy đạo, thầy không lấy một đồng xu để nạp hết nữa. Thầy cũng không cầu mong danh lợi gì cả. Thầy không cầu tiếng tai thầy là A-la-hán, là bậc giải thoát là gì cả. Đối với thầy là số không hết. Thầy buông hết. Thầy không cầu màng cầu, mà thầy chỉ cầu mong cho các con buông xả được biết thương người,
để mấy con xả được tâm mấy con, mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con, rồi mấy con đứng ra từng lớp học mà thầy đã triển khai những trung tâm ăn dưỡng để mấy con có những cái lớp để mà đứng ra dạy đạo đức cho mọi người, đem lại sự an vui hạnh phúc cho loài người. Cái ước mong của thầy như vậy mà thầy thấy con người trên hành tinh này khổ quá mấy con, khổ quá. Nhưng mà gần đây thì thầy nhìn qua cái khu nữ thì thầy thấy mấy con thiệt quá trời. Thầy không biết nói làm sao khi mấy con học nhân quả mà mấy con cứ tạo nhân với quả như vậy, làm sao mà được bình an. Đó là những điều mà thầy khuyến khích mấy con. Sống mà lén lút thầy viết thư mà ném trong khất của người khác như thế này thì mấy con nghĩ sao? Đã thầy nó bảo ráng độc cư để giữ gìn, ai lo thân phận ấy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Mà mấy con làm như thế này, rồi mấy con tập họp làm như thế này. Mấy con đến đây, ví dụ như buổi chiều 2 giờ mấy con gặp thầy, mấy con đến đây hỏi pháp, con tu nhỉ. Chứ không phải đến đây để tranh luận hơn thua, hoặc đến đây để làm cái điều này, mà đến đây hỏi pháp để tu tập. Thì thầy rất mừng, chuyện ai làm đúng thì người ta sẽ hưởng cái phước, mà sai thì người ta sẽ chịu lấy hậu quả của hành động của người khác. Riêng mình chẳng tham dự vào của ai. Đối với thầy hiện giờ thầy mong muốn điều, các con biết từng phút từng giây thầy phải chiến đấu, từng phút từng giây mà các con mới được ngồi trong đó. Bây giờ các con còn làm động thêm nữa sao? Chính bản thân mấy con lại còn làm động thêm nữa thì làm sao thầy được yên mà muốn vậy? Mấy con ở ngoài đó, mấy con tập trung, mấy con nói chuyện như thế nào? Các con nói thầy không biết, giờ nào thầy cũng biết, khắc nào thầy cũng biết, đâu phải thầy không biết. Người nào nói chuyện sao, kẻ nào nói chuyện sao, khi đi ra đón đường, muốn đón đường, muốn nói chuyện với người đó là tìm cách. Thì mấy con làm cái điều đó không đúng không? Mấy con tìm cách làm sao mình biết cái hoàn cảnh của mọi người thì mình ráng mình im lặng như thánh, mình nỗ lực, mình tu, mình làm gương. Mình thấy đây là nỗi khổ của nhân hoặc của người khác mà người ta đang chịu, mình hãy ráng tu để từ trường thiện của mình phóng ra, để mai ra có những từ trường thiện giúp cho họ vượt qua những khó khăn. Mấy con không có thế nào giải quyết được gì, mấy con biết khả năng của mấy con hiện giờ không giải quyết được gì. Mấy con không nói ai nghe được, bởi vì các con đồng chung một lứa, cái trình độ tu tập của mấy con chưa có hơn được người nào. Thiền định tri kiến giải thoát thì mấy con cũng chưa sâu, mà thiền định thì cũng chưa có, tuệ tâm minh cũng không có, thì thử vọng mấy con nói ai nghe giờ. Mấy con còn là một cái người còn tri kiến của một người bình thường, làm sao mấy con nói ai nghe được với mấy con? Mấy con muốn khuyên lên, muốn này kia được. Cho nên đối với thầy thì các con hãy lấy tâm từ bi mà thương mình, thương người. Không nên nói một người nào đó, người đó lỗi để có thầy, người đó sai để có thầy chữa. Cái gì để có thầy? Các con cứ nghĩ rằng các con sẽ họp lại chúng để rồi tận sức quyên thanh, thì điều đó mấy con nghĩ như vậy sai đấy. Mấy con không làm được đâu. Bởi vì tại sao thầy không binh vực quyên thanh đâu? Nhưng mà thầy thấy quyên thanh như con chim nhỏ giữa một đám chim ưng, luôn luôn lúc nào cũng muốn cắn xé nó. Tại sao? Nó phải vươn lên từng chút từng giây để mà sống, sống để mà tu. Trong bức thư này các con có nghe nó nói không? Chúng ta đến tu viện để tu học, để bỏ ác làm lành, để bỏ cái xấu cái kém, bỏ cái ích kỷ nhỏ mọn ganh ghét nhau, bỏ cái tranh hơn tranh thua. Ai có tâm hồn nấy giữ, chuyện của ai nấy lo, tự lo, chứ không thể có ai lo cho mình được. Nhân quả của người nào thì người đó tự trả, chứ mình không thể xen vô để trả giúp cho họ được. Các con có gánh giác nhân quả được của người nào đâu? Lời nói của Nguyên Thanh đúng mấy con. Tại vì cái áp lực của mấy con đã làm nó mới nói lên những điều này, nó mới trình cho thầy. Thật sự ra cái bức thư này nó viết để nó đọc chứ không phải là trình thầy đâu. Nhưng mà trước khi nó đọc thì nó xin phép thầy, nhưng mà thầy thì không có muốn, bởi vì với cái đôi mắt của các con nhìn nó là một cái gai, cứ nghĩ rằng nó sẽ là phá hoại cái tu viện này thì nghĩ rằng không đến đâu đâu. Mà dù mà có cái duyên mà phá hoại tu viện này, thầy cũng vui lòng.
Tại sao? Tại vì cái duyên chúng sanh không đủ, có người pháp thầy vui lòng. Các con hiểu. Còn riêng mà các con âm thầm nỗ lực tu tập thì làm sao ai phá hoại được? Thầy nói các con cứ im lặng, các con im lặng với thánh, các con cứ mỗi thấy hành động ác của người khác thì các con thương yêu họ thôi. Các con nghe Phú Long Na, người ta chửi ông nó còn thương không? Người ta đánh ông nó còn thương không? Người ta giết ông nó cũng còn thương không? Tất cả đều thương hết. Thì còn chỗ nào nữa mà không bình an mấy con? Cho nên các con đọc bài Sấm Gió Chân Như, các con thấy thầy nêu cái câu chuyện ông Phú Long Na ra rõ ràng quá. Vậy mà chúng ta hôm nay lại nghĩ giữ quanh co thế này thì khác, rồi đôi mắt nhìn của chúng ta bằng cách này bằng cách khác, làm cho cái lớp học của chúng ta nó bất ổn, nó có nhiều cái khó giải quyết. Và thầy nói không phải bên nữ không đâu, mà cả bên nam nữa. Tại sao người ta lại có cái nhân quả mà đến độ mà người ta ghét Nguyên Thanh đến cái mức độ thầy không từng nổi vậy? Có lẽ là tại ngôn ngữ, tại lối lý luận nó không có nhỏ nhẹ nha chăng? Đó là thầy suy nghĩ qua cái lối lý luận của Nguyên Thanh, lý luận kiểu đàn anh đàn chị chứ không phải là kiểu nhỏ, cho nên do đó mấy con ghét thì phải. Cho nên thầy nghe ở Hà Nội mấy con có nhiều người dập Nguyên Thanh cũng dữ lắm ở ngoài đó chứ không phải không? Thầy cũng nghe. Thật sự ra thì đưa Nguyên Thanh mà nếu quý con mà hiểu được mấy con, trợ giúp cho Nguyên Thanh có chỗ yên ổn tu thì thầy mừng lắm. Bởi vì đào tạo một con người có khả năng uống nắng cho đến khi mà trở thành con người thuần thiện mấy con không phải chuyện dễ đâu. Mà nếu mà trợ giúp cho người ta làm điều ác thì dễ lắm mấy con. Thầy nói xui người ta làm điều ác thì dễ chứ khiến người ta làm điều thiện thì khó. Ở đời mấy con thấy làm cái việc ác thì dễ mà làm cái việc thiện mà dạy con mình để cho trở thành những người thiện quá khó. Chứ xui nó làm điều ác dễ lắm. Ta cho tiền nè, đi ra ngoài kia mà chơi, mà hút, mà sách, mà đánh lộn, đánh lạo, nó cho tiền thì cái chuyện nó dễ làm. Nhưng mà dạy con đừng đánh lộn, đánh lạo, phải siêng năng học hành thì khó. Cho nên muốn dạy một người mà sống đạo đức rất khó, mà dạy một người làm điều ác thì rất dễ. Cho nên hôm nay thì thầy nói như vậy để cho mấy con hiểu biết. Nếu Nguyên Thanh còn ở lại đây học tu thì cũng tốt, mà nếu Nguyên Thanh có về thì cũng tốt. Đối với thầy thì không quan trọng, nhưng rất tội nghiệp. Khi về thì thầy biết rằng Nguyên Thanh không còn một chỗ nào mà có thể tu tập để được giải thoát. Không có chỗ nào. Bởi vì trên thì nói chung là trên cái hành tinh của chúng ta này, chứ không phải nói nó ở Việt Nam đâu. Nó không có cái lớp học Phật nào mà có thể đưa đi đến chúng ta làm chủ được sự sống chết, sinh già bệnh chết đâu. Có thể nói như là chúng ta học có thần thông đó, nhưng mà thần thông để làm gì? Còn không thì học để có cấp bằng, để ra khoe khoang mình có trình độ học thức. Dù Phật học hoặc dù ngoài đời cũng vậy thôi, chẳng có gì. Làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ? Nhưng ở đây thầy quyết định mở cái khóa này, các con sẽ làm chủ được bốn sự đau khổ mấy con nói rồi nào. Nếu mấy con nghe lời thầy. Còn mấy con không nghe lời thầy mà cái lớp học mà như thế này thì đương nhiên là sẽ đóng cửa. Thầy vì chúng sanh đau khổ mà thầy chịu khó thầy mở lớp. Mấy con là những người chịu khó khăn, chịu khổ đau mà tu học để cùng thầy nối chặt dòng tay để dựng lên nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, để mọi người sống được an vui hạnh phúc. Mà phải nối chặt dòng tay. Còn mấy con có nối chặt dòng tay thầy đâu, mà mấy con lại không hiểu chút nào, làm cho thầy rất là khổ. Mỗi khi có điều gì thầy rất khổ, thầy chấm bài của mấy con suốt đêm, mà con tinh thần phải lo lắng. Nhưng có ai biết đâu, không có người nào biết. Cứ mỗi lần mà Nguyên Thanh viết bức thư than phiền bạn bè của mình như thế này như thế khác thì thầy thấy tội nghiệp, biết an ủi mà thôi. Thì nói chuyện riêng với thầy như thế nào mấy con biết nữa. Bây giờ nói chung với mấy con là bây giờ nói cô Liễu Nhâm, cô Liễu Huệ hoặc là cô Huệ Ân nói con như thế này thế khác, rồi thầy xử trí như thế nào thầy cứ để vậy, con chịu không nổi. Bây giờ nói có mấy con là dám nói không, mà nói không mấy con thì thầy khi mà nói
chuyện như vậy thầy nói thôi mấy người đó họ không tu được, thôi con cứ ráng lo tu, phải không? Thầy chỉ an ủi vậy thôi chứ thầy biết nói sao giờ. Nhưng mà thầy biết là mấy con nói chuyện này chuyện kia cho nên nó mới có chuyện, chứ còn cỡ mấy con im lặng mấy con tu thì chắc không có chuyện. Đó là những điều mà thầy cảnh giác. Từ đây về sau mấy con phải cố gắng giữ gìn, giữ lại nghiêm chỉnh hơn, độc cư hơn, không được người nào nói chuyện người nào. Đó. Cho nên thầy nói ví dụ như mấy con, thậm chí như mấy con là mấy con đi quét hoặc gì đó, hoặc là có dịp gặp người nào có chuyện này xảy ra, sao mấy con tò mò quá, chuyện thiên hạ mấy con lại đem ra nói làm gì, có phải không? Mà cuối cùng thì tới người nào họ cũng biết cái chuyện như vậy vậy hết. Người này đồn ra người kia, cái đồn ra người nào. Ở đây đâu phải là cái chỗ học đồn, đồn tiếng này đồn tiếng kia để lọt tai từ người này đến người kia. Rồi rốt cuộc rồi cả một cái tu viện này, trời ơi, thầy nói học đạo mà như thế này thì đạo giải thoát là như thế nào đây? Trong khi các con thấy cái nhân quả từ cái khẩu hành của mấy con chứ gì, mấy con nói những cái điều đó có lợi gì đó? Thân hành, khẩu hành, ý hành mấy con học rồi, áp dụng chỗ nào? Mà hễ mấy con đi tới kia để gặp người kia, có chuyện này, nói cho mình. Như vậy làm sao mấy con, mấy con học khẩu hành mà con học cái kiểu gì lạ vậy đó? Trời ơi, chuyện gì của người ta chứ đâu phải chuyện mình mà. Đứng thật một chuyện đó. Cái này nói nhỏ nhỏ đó, chứ không dám nói lớn nữa. Thì mấy con học như vậy làm sao mấy con tu như thế nào kỳ lạ vậy? Mà biết bài luận, trời ơi, tôi biết nói cái này là nó á pháp. Vậy thì cái đó không á pháp rồi, nói chuyện người khác mà. Đó, mai là trong cái bài học đang học mà mấy con còn phạm lỗi, huống hồ là bỏ qua rồi thì còn phạm lỗi hơn nữa, có phải không? Hãy mà học qua rồi thì các bao nhiêu cái tật xấu của mấy con nó trở về với cái khẩu nghiệp của mấy con nó rõ ràng quá, không làm sao mà trốn khỏi gì đó. À, bây giờ thì thầy nói như vậy để mà hiểu biết, để cố gắng mà khắc phục mấy con. Còn cố gắng thì thầy sẽ còn ở lại đây mà thầy giúp mấy con tu tới nơi. Thầy tin rằng trong một năm mấy con sẽ có nhiều tiến triển rất lớn, mấy con sẽ làm chủ được nhiều thứ chuyện lắm ấy. Và mấy con sẽ thấy được an tú rất lớn, nhiếp tâm và an tú. Bây giờ thầy khuyên mấy con như thế này, mấy con chỉ tu một phút nhiếp tâm và an tú thôi, và đồng thời mấy con chỉ nghĩ, thí dụ tu một phút mấy con nghĩ 5 phút cho thầy đi, rồi bắt đầu mấy con tu là 1 phút, hay hoặc là mấy con tu một phút mà nghĩ 4 phút, bởi vì như vậy là 5 phút, cái đồng hồ nó chỉ 5 phút làm khoảng, mấy con dễ như vậy. Tu một phút nghĩ 4 phút, rồi tu lần phút nghĩ 4 phút, rồi tu hết giờ mấy con nghĩ có gì thôi, đừng tu hơn. Rồi bắt đầu bây giờ đó, mấy con cũng bắt đầu mới xả tâm mình đây, dùng cái định vô lậu, cái nhân quả mà xả tâm. Mỗi lần cái tâm nó muốn đứng lại nói chuyện với ai đó, mày chết ha, mình răng nó trước đi, cái miệng mày á là cái miệng xấu đó, mày sắp sửa mày nói gì đây mà mày gión người ta đây, nó thì mày con chặn đứng ngay liền, im lặng ngay liền, thì nó các con mới có mong mày con áp dụng vào cái đời sống của mình đang sống mình. Đi qua cái liếc mắt cái hái một cái đó, trời đất ơi, thầy chưa dạy cái đôi mắt của mấy con, mấy con hái một cái trời đất ơi, người ta muốn chết luôn. Cái kiểu mấy con nhìn mà ghét người ta thì người ta muốn rụng rời hai chân, muốn rụng rời hết, muốn đi hết nổi. Chứ đừng, cái đôi mắt cũng dữ lắm, mấy con cái miệng nó cũng thua gì cái đôi mắt đâu. Ở đời này ghê lắm, khi mà ghét người ta nhìn một cái thì người ta thấy khổ sở vô cùng, bởi vì người ta nghe nói nó hái quýt ghê lắm, nổi cái đôi mắt không á cũng là thấy chứng tỏ được cái tâm trạng của mình như thế nào. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập cái nhìn hiền lành. Như vậy Phật dạy như thế nào mấy con biết không? Nhìn xuống, ngó xuống, không nhìn ai. Chúng ta thường thường cha mẹ sinh ra thì tập cái ngó lên thôi. Tới chừng mà chết thì trận trầm trận tám, nó không có thực hiện được. Cô Diệu Dân có một cái viết bức thơ ngoài thầy. Khi nghe sư ông đọc thư sư cô Nguyên Thân, con rất đồng cảm vì chính con đôi lúc cũng có chuyện riêng, muốn thưa hỏi với sư ông vì con đã từng bị tưởng áp đặt và ức chế tâm khi ở tu với sư ông Nhất Hạnh, một người đã từng ở thế giới tưởng cao siêu đó, giờ đến thế giới tu viện chân như để được xả tâm thì sướng lắm. Con hiểu lắm vì con đã từng ở thế giới đó, lãnh hội tư tưởng của sư ông Nhất Hạnh. Như sư ông Nhất Hạnh có lần nói vị A-la-hán còn sức tinh, còn nơi đây tức là làng Mai, là nơi toàn Bồ Tát
với các vị Phật không hả? Đầu óc non nớt của con không bao giờ biết thật giả đâu. Biết hỏi ai đây? Chỉ biết rời khỏi mà đi thôi. Chỉ biết đi tìm vị A-la-hán để hỏi xem thật hư thế nào. Con là một con chim đã bị thương, không phải bị thương trầy da chảy máu bên ngoài, mà là bị thương vì tư tưởng bị nhiễm ô mà không dám thưa hỏi. Có lần mỗi lần sư ông Nhất Hạnh giảng pháp xong, có nhiều điều con bị rơi vào tưởng nên con đi hỏi ý chỉ sư của con, thì ý chỉ sư con không lắng nghe nỗi lòng con mà bảo con phải biết nghe lời dạy thôi, chứ bảo con nín không được nói mà hỏi gì hết, cứ phải im lặng mà thực tập chứ không cần hiểu. Con thật khổ vì không hiểu mà cứ tưởng rồi thực tập. Thầy ơi, con thưa thẳng ra rồi, thầy có muốn trả lời câu hỏi của con không thì con không còn quan trọng nữa, nhưng con tha thiết mong sư ông hãy đừng để sư cô Nguyên Thanh trở về với sư ông Nhất Hạnh thì khổ lắm, vì con thoát ra được vô cùng khó khăn, phải im lặng hùng tráng cả tháng, còn phải đi bộ cả đêm trong rừng đường phố bên Pháp như một con ma đói vậy. Đừng để sư cô quay lại làng mai, con tha thiết cầu xin sư ông. Thì thầy nói các con cũng biết rằng Nguyên Thanh á, nó cũng bị tưởng nặng lắm, mà nếu không có thầy mà giúp đỡ thì giờ này nó sẽ ra sao mấy con biết. Cho nên vì vậy mà có nhiều điều mà các con làm sao hiểu. Nhưng hôm nay mà thật sự nó quay trở lại cái lớp học tu, thầy rất mừng, vì chỉ có thầy mới cứu khổ nó mà thôi. Thầy đưa nó ra Hà Nội là thầy mong nó sống với cô Thí Mùi, có chị, có em, có Phật tử Hà Nội giúp đỡ để an ủi cuộc đời của nó. Nhưng không ngờ ra ngoài đó lại manh muốn ra nhiều nhóm kẻ như thế này, người như thế khác, làm cho nó bất an, nó mới trở về gia đình. Và thầy cũng nghĩ rằng thôi cái lớp học của mình mở ra thôi, thì duyên nhân quả tới đâu hay đó. Thầy chưa hề kêu Nguyên Thanh về, mặc dù thầy rất tội, rất thương nó, tội nghiệp, nhưng thầy không hề kêu. Đó là duyên nhân quả. Cuối cùng cái lớp học của chúng ta đã học, thì ở ngoài đó nó sách gói nó dạt ra. Thầy thấy đây là cũng là cái duyên thôi. Ngày xưa thầy nghĩ rằng cái khả năng, cái điều của nó mà được huấn luyện kỹ lưỡng thì có thể cái sự tu tập nó như vậy, có thể nó trở thành một bậc A-la-hán, là cái người có thể thừa kế dạy binh nữ. Thầy mong điều đó. Cái khả năng viết lách mà các con đã đọc, từng đọc những cái bài luận của từ hôm đó tới nay, nó nhận xét khi mà thầy giảng rồi, nó có cái trí tuệ, nó nhận xét, nó viết theo cái dàn bài mà của thầy đưa ra, nó không sai. Cái bài luận đầu tiên nó các con đã nghe, nó viết cái đề tài nó không sai cái dàn bài. Cái bài ái ngữ hôm nay các con thấy nó lấy gì hơn ai, mà trong khi thầy biết rõ ràng, thay vì nó biết bao nhiêu lời ái ngữ, mẹ nó có, ba nó có, trong cuộc đời nó tiếp xúc nhiều người, nó biết bao nhiêu ái ngữ, tại sao nó không lấy ái ngữ của những người khác mà nó lấy ái ngữ những cái lời dạy của thầy mà nó làm cái chuẩn nó sống? Thật sự ra trong cuộc đời nó bị tưởng nó khổ quá nhiều, tưởng như sắp điên đó. Thế mà nhờ ai mà nó thoát ra khỏi? Các con đọc lại cái bài hồi sáng nó đọc, các con nghe, nó nhắc lại. Khi thầy biết nó tưởng, thầy kêu nó ra tổ đường này, thầy dạy, cách thức nó sửa lại, không được. Vì những điều đó mà người ta nghi ngờ đủ thứ cách. Thầy muốn cứu một con người đang đau khổ, mấy con có biết không? Đang sắp chết, đang sắp điên, chứ không phải là thường, mà một mạng người để cho người ta điên mình ở sao? Thầy thiện thuận, điên la hét, thầy Mặc Hạnh chạy vào báo thầy. Thì thầy đã biết được, thầy đi ra gần tới thất Mặc Hạnh rồi. Thì Mặc Hạnh chạy ra kêu thầy, thì thiện thuận đang la hét thầy, hãy đến cứu. Thì thầy đã đi gần tới, thầy với thầy Mặc Hạnh vào thất của thầy thiện thuận. Thầy tập trung tâm mình, dùng nội lực của mình ấn xuống để phá đi cái tưởng của thầy. Thầy mới được bình tĩnh mấy con. Nếu không có thầy thì thầy thiện thuận đã tẩu quả nhập ma được con. Nếu thầy không có thầy thì Nguyên Thanh cũng sẽ bị tẩu quả nhập ma. Con biết cái lực tưởng như vậy mà. Bởi vì cô Kim Tiên nói như thế này mà thầy mới dạy cái pháp thân hành niệm, chứ trước kia thầy chưa có dạy. Nó thầy thân lạc chỉ có một cái trí tuệ mà thôi, một bậc A-la-hán có cái trí chứ còn chưa có thần thông. Cuộc đời thầy không có thực hiện thần thông,
Nhưng mà khi nói như vậy, thầy mới dạy cái pháp thân hành niệm để cho họ thấy rằng cái pháp đó của Phật đã dạy cũng thành công, có cái lực, mặc dù là mấy con chưa ly dục giải pháp, cho nên cái lực của thần thông của tưởng rất mạnh chứ không phải là không có. Thầy dạy cho mà biết, thì trong cái thời điểm đó thì Nguyên Thanh đã chốt được cái pháp này, cho nên đồng thời tu. Vì vậy mà từ cô Kim Liên cho đến Nguyên Thanh rồi cô Kim Tiên, những người này đều tập những cái pháp này, cho nên vì vậy mà cố gắng tập nó mới thấy được cái lực thần thông của nó. Đó là những điều mà thầy dạy cho họ biết rằng đừng nói thầy không có thần thông, nhưng mà thầy không phải là con người để thể hiện thần thông lừa đảo người ta, cho nên thầy không làm cái điều đó đâu. Nhưng mà thầy biết pháp Phật là cái pháp nào có thần thông, vì vậy mà thầy dạy cho họ biết. Nhưng mà quá nguy hiểm mấy con, nếu cô Kim Liên mà không khéo thì cô cũng đã bị tưởng mất, cô Kim Tiên nếu mà không khéo thì cô cũng điên mất, và Nguyên Thanh không khéo cũng điên mất. Trong những cái phương pháp mà dạy thất thân hành niệm mấy con nguy hiểm, cho nên thầy mới nhắc nhở khi nào thầy cho tu thì mới tu, chứ đừng có ôm pháp đó mà đi, đi là nguy hiểm vô cùng. Cho nên những cái điều mà con nói đây là một cái tâm niệm thương yêu thật sự đối với Thanh. Thầy xin cảm ơn con, là vì con đã hiểu, con đã ở bên thầy Nhất Hạnh, con đã biết. Thầy biết rằng trên thế gian này người ta dạy chúng ta tu thiền tưởng, không có một người nào mà không tránh khỏi cái thiền tưởng này. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con rất rõ, tại sao muốn cho tâm mình định tĩnh thì định vô lậu, tức là tri kiến của mình phải ly dục lý áp hết, chứ không phải nhiếp tâm mình ly dục lý áp hết. Các con nhớ điều đó. Bây giờ mấy con sáng tỏ rồi, quý thầy sau này nghe cái lời nói của thầy và những lời mà thầy dạy sau này thì mấy con sẽ thấy sáng tỏ, rất là sáng tỏ. Muốn xả tâm không có nghĩa là ức chế tâm cho hết vọng tưởng, muốn cho hết vọng tưởng tâm được định tĩnh không phải là chỗ mà chúng ta ức chế tâm vô, mà chính định vô lậu để mà chúng ta xả tâm để ly dục lý áp hết. Bởi vì Đức Phật dạy tứ chánh cần, siêng năng cần mẫn để tu tập hàng ngày của chúng ta là gì? Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng lấy cái gì mà ngăn ác, diệt ác đây? Có phải là cái tri kiến của chúng ta không? Hay là chúng ta ngồi đó niệm Phật, hay là chúng ta ngồi đó giữ tâm bất động, hay là giữ tâm thanh thản mình để cho nó không niệm? Cái điều đó là cái điều hiểu sai mà người ta dẫn dắt đi đến cái chỗ chết, gọi là tập trung ức chế tâm. Hôm nay mấy con rất rõ rồi. Vậy mấy con biết rằng từ cái chỗ, mặc dù thầy biết rằng mấy con theo thầy học, tuy rằng mới một tháng nay thôi, cái tri kiến của mấy con triển khai nó có cái chiều sâu. Mấy con có hiểu được không? Khi mà thầy triển khai nhân quả thao mộc để chứng minh cho nhân quả con người, để mà thầy nói lên một con người không phải sanh ra một người, thầy muốn nói điều đó để làm cho mấy con hiểu đó. Trước cái ngày mà học, cái một tháng học này, trước cái ngày học về nhân quả thao mộc và đến nhân quả con người, mấy con chưa từng nghĩ đến được cái điều này đâu. Và thầy nghĩ rằng trên cái thế gian này người ta cũng chưa nghĩ cái điều này đâu. Chỉ có thầy mới thấy được cái điều này. Thầy thấy bằng cái đôi mắt tâm minh của thầy, chứ không phải là thầy thấy bằng cái từ suy luận đâu mấy con. Nhưng thầy dùng cái tâm minh thầy nói làm sao có chứng minh được. Các con có cái đôi mắt tâm minh chưa? Nếu có thì mấy con sẽ tin thầy thật. Còn mấy con chưa có, làm sao mấy con thầy nói là con người sẽ một người mà sanh ra nhiều người, mấy con có tin không? Không bao giờ tin đâu. Nhưng mà thầy chứng minh qua đạo nhân quả thảo mộc thì mấy con thấy rõ ràng chứ gì. Mấy con dám chối cãi không? Một cái cây, một thảo mộc cũng vẫn là như một con người chúng ta, một sự sống như vậy chứ, có gì khác gì đâu. Mà trong quy luật nhân quả nó sanh chứ đâu phải là các con đi sanh. Các con làm chủ gì mà con đi sanh? Nếu mà các con làm chủ làm sao mấy con bị chết như vậy, bị bệnh như vậy? Các con hiểu, mấy con đâu có làm chủ được nhân quả đâu. Mà nhân quả điều khiển mấy con trong cái sự sống của mấy con, như cái cây kia nó, nhân quả nó điều khiển chứ nó có biết gì đâu. Chúng ta cũng chẳng biết gì, chúng ta hoàn toàn là vô. Nó cho nên vì vậy mà học cái lớp này vừa khởi sự cho mấy con học để thâm sâu, để con hiểu. Hiểu như vậy mấy con biết, cái người mà đang ở kia chịu khổ, chính cái hành động từ trường của mấy con, chứ ai vô đó mà mấy con không biết. Làm như cái nhừ đó với mấy con không có liên hệ gì hết. Cho nên người ta đau khổ thì mấy cười. Mấy con có thấy thằng Nguyên Thanh làm những từ trường nào của mấy con không? Sao mấy con không nhìn? Để mấy con tìm cách này tìm cách kia làm gì cho đau khổ thế? Chính mấy con đã nhìn cái từ trường ác, cái lời nói ác, cái này kia, mà phải thành ra những cái con người chịu đau khổ đó. Thế sao chúng ta không thương nhau mà lại tìm những cách hại nhau? Cho nên vì vậy, lòng yêu thương của chúng ta càng lớn bao nhiêu thì sự giải thoát chúng ta càng nhiều bấy nhiêu. Chỉ có lòng yêu thương mà thôi. Thầy đọc, thầy nhắc lại cái bài Sóng Gió Chân Như, thầy lấy cái lòng yêu thương, tất cả mọi người đều thương chúng ta hết. Mà khi nói thương chúng ta thì chúng ta thương những người đó. Các con hiểu. Cho nên đạo Phật có tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Mà hiện giờ người ta đọc đến tứ vô lượng tâm mà thầy đã giải thích có cái
pháp thực hành hẳn hoi, mọi người dù là người trí thức họ vẫn đọc, họ thấy thích, họ nói rất hay. Đó thì con thấy như như thầy Trung mấy bữa dài ở trên này tập tu đó, thầy là một giáo trí thức, là một giáo sư ở trên đại học mà. À, thầy khi mà thầy làm cái thầy xin phép thầy làm cái bài mà hành thập thiện tứ vô lượng tâm, thầy đã nói những cái câu mà thầy viết trong này thật sự đó, chúng con là những cái người trí thức chúng con. Thành thật nói là cái lời của thầy dạy nó quá thực tế, quá cụ thể, nó đem lại cái đời sống con rất là an ổn. Con biết thương người thật sự, con khởi sự tu tập cái lòng thương yêu đó. Tại sao chúng ta có tứ vô lượng tâm mà chúng ta không thật sự tu tập với con? Mỗi bước đi của chúng ta khởi sự lòng thương yêu, chúng ta dưới bước chân chúng ta xem coi lòng thương yêu đó chúng ta lớn không với con. Cho nên thầy mong rằng cái lớp chúng ta hãy thương nhau mấy con, thương nhau. Cái người lớn thì thương cái người nhỏ hơn, cái người nhỏ hơn thương cái người lớn hơn, như anh, như chị, như cô, như bác, như bà, như nội, như ngoại của mình. Các con mình hãy thương nhau như tình thân ruột thịt, đừng bao giờ để nồi da sáo thịt mấy con. Chúng ta hãy thương nhau. Một cái tinh thần đạo đức do từ thầy mà trao cho các con, đem lại cho các con sống một cái nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Mà mấy con nở thấy người nào khóc mà mấy con nở đằng sau mấy con, trước mặt chúng ta đừng nên thấy giọt nước mắt của người khác là hạnh phúc của chúng ta mấy con. Mà thấy có ai khóc là chúng ta không nở lòng mấy con. Thầy nói thật sự, thầy không bước ra đường, nhưng mà bước ra đường thấy một người khóc, thầy khóc theo. Lòng thương yêu của thầy như vậy, thầy nghĩ rằng người ta quá khổ người ta mới khóc. Người ta không khổ người ta không khóc đâu mấy con. Người ta không khổ người ta. Cho nên trong cái sự tu học của chúng ta, chúng ta phải thương nhau mấy con. Thương nhau, thương như mình thương thân mình. Nhưng thương thân mình mà phải biết cách, chứ không khéo mình thương mình rồi mình làm khổ mình nữa mấy con. Nhiều người nói tôi thương tôi lắm, nhưng mà cuối cùng đụng cái gì cũng làm khổ mình hết, thì cái đó không thương. Cho nên nhớ đạo đức không, đạo đức không làm khổ mình, của người làm như vậy. Bây giờ thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của mấy con. Nãy giờ thì thầy đã dạy mấy con như vậy, mấy con đã hiểu. Thầy mong rằng cái lớp chúng ta hiện giờ đối với chúng ta đều thương nhau mấy con. Thầy ước ao cái điều đó. Những gì mà trước kia có lỗi phải nhau chúng ta bỏ hết. Quá khứ không có cái gì mà quan trọng nữa. Cho nên Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, vì ai không ước vọng, chỉ có sống hiện tại. Sống hiện tại với tình thương nhau là đủ rồi. Đừng gì hết. Thầy là một vị thầy, là một người cha của mấy con, là một người mẹ thương yêu các con như những người mẹ. Làm sao cho con mình có một tình thương với nhau, làm sao cho các con của mình có một lòng thương yêu nhau là cha mẹ, là thầy rất vui rồi, là hạnh phúc nhất, là mấy con đền đáp ơn thầy đấy. Thầy có cực khổ bao nhiêu đi nữa mà mấy con biết thương nhau thì mấy con đã không phụ ơn thầy rồi, mấy con đã biết ơn thầy rồi. Mấy con giúp đỡ thầy làm gì không bằng mấy con đã đoàn kết thương nhau từng chút, thì đó là mấy con thương. Đừng vì một lý do gì mà nay vạch lỗi người này, mốt nói lỗi người kia, làm gì ở trên đời này không có lỗi gì hết mấy con, chỉ có nhân quả.